Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023. Chương trình thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tỉnh ủy để cho ý kiến các tờ trình của Ủy ban dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng dân tỉnh Trà Vinh. Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến kiểm tra hoạt động công đoàn và việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Hòa cùng xu thế chuyển đổi số, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh đã và đang ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Minh chứng là ngành đạt được nhiều kết quả nổi bật về hoạt động số hóa tài liệu, xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp bài giảng trực tiếp và trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua ngày 21 tháng 2, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tỉnh ủy để cho ý kiến các tờ trình của Ủy ban dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng dân tỉnh Trà Vinh. Ban Thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến các tờ trình và dự thảo nghị quyết gồm về việc thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2050, về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 sang năm 2023, về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc, dự thảo nghị quyết giao chi tiêu kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023. Nghe thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023, mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự, quy định nội dung chi và mức chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ tỉnh ủy nghe các sở ngành tỉnh thông qua các tờ trình về việc thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022-2023 về mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và tờ trình quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người làm nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh. Tất cả các tờ trình và dự thảo nghị quyết đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét cho ý kiến và thống nhất để trình kỳ họp Hội đồng dân tỉnh thông qua tại kỳ họp tới, vì xét thấy sự cần thiết của việc ban hành để làm cơ sở pháp lý trong việc triển khai các chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống và trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, ngày 22 tháng 2, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kim Sương, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, bà Thạch Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Báo cáo với đoàn công tác, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh phát triển mới trên 18.000 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số đoàn viên công đoàn hiện có là 57.510 người, chiếm 93,3% so với tổng số công nhân viên chức lao động. Đồng thời, thành lập 52 công đoàn cơ sở, nâng đến nay toàn tỉnh có 919 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn với 610 ban nữ công quần chúng. Nhìn chung, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề của công nhân viên chức lao động nói chung và nữ công nhân viên chức lao động tỉnh Trà Vinh nói riêng có những bước thay đổi không ngừng. Lực lượng lao động nữ ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có mặt trong các ngành nghề lĩnh vực. Một số ngành nghề tỷ lệ lao động nữ chiếm khá cao là ngành y tế chiếm 60,4%, giáo dục và đào tạo chiếm 50%, ngành da giày, may mặc chiếm 78,8%, chế biến thủy sản chiếm 85%. Về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động tỉnh chọn 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm là Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành, Công đoàn ngành y tế, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm TV Farm. Tính đến nay, có 211 trên 900 công đoàn cơ sở đủ điều kiện tổ chức đại hội đạt tỷ lệ 23%. Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát chủ đề công tác năm 2023, đó là phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tình hình người lao động, xây dựng lực lượng đoàn viên đồng cốt, giám sát mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp, nhất là các vấn đề mâu thuẫn giữa người lao động và doanh nghiệp, hạn chế vấn đề đình công. Liên đoàn Lao động với vai trò là tổ chức chăm lo và đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Do đó, cần phải quan tâm công tác giám sát và phản biện xã hội, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động.
đồng thời tăng cường phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phát động tháng công dân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, phối hợp với Bảo hiểm xã hội, nắm tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho người lao động. Sáng nay, ngày 22 tháng 2, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh đăng cai tổ chức hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chia sẻ, cùng với cả nước năm 2022, kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh đạt được nhiều kết quả quan trọng, tốc độ phát triển GDP đạt 3,45%, với tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 16.000 tỷ đồng, thu nội địa trên 5.000 tỷ đồng. Trong đó, thu từ sổ số kiến thiết của tỉnh đạt trên 1.500 tỷ đồng, đã góp phần tích cực vào chính sách đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn hội nghị sẽ đánh giá kết quả hoạt động và tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 của các công ty sổ số kiến thiết khu vực miền Nam, đồng thời cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, đề ra những giải pháp tích cực để thực hiện đạt chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính giao, đồng thời cùng với các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phát triển kinh tế xã hội. Theo Hội đồng Xổ số khu vực miền Nam, trong năm 2022, xổ số khu vực miền Nam đã đóng góp ngân sách trên 37.000 tỷ đồng, hoạt động phúc lợi xã hội từ thiện đạt trên 530 tỷ đồng, bao gồm các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, tài trợ cho các chương trình giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc da cam, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, khắc phục thiên tai, tài trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động phúc lợi xã hội khác. Sáng nay, ngày 22 tháng 2, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Ba, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2023. Tại buổi tiếp này, ông Cô Hữu Hiệp đại diện các hộ dân ở ấp Long Thuận, xã Lưu Kiệp Anh, huyện Trà Cú, đề nghị nhà nước xem xét lại việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê bao Nam Rạch Trà Cú tại vị trí mới theo phương án mà Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh tuyến. Nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú Quỳnh Văn Kỵ cho biết, dự án xây dựng hệ thống đê bao Nam Rạch Trà Cú được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong này, nhà nước vận động nhân dân hiến đất và hỗ trợ kinh phí phần vật kiến trúc cây trồng trên đất cho người dân. Việc điều chỉnh tuyến đê bao trong dự án là nhằm triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ vì lý do một số hộ dân không đồng tình hiến đất và trước đó huyện cũng đã làm đúng theo các bước của quy trình đầu tư cơ bản. Bên cạnh đó, huyện cũng đã bố trí kinh phí để làm đê bao để bảo vệ cho phần diện tích đất của bà con nằm ngoài dự án và sẽ được thực hiện trong năm 2023. Hiện tại, huyện đang chuẩn bị họp dân để lấy ý kiến thực hiện tuyến đê bao này. Phát biểu về nội dung này, ông Trần Văn Ba, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú tiếp tục tuyên truyền, vận động để bà con hiểu rõ dự án xây dựng hệ thống đê bao Nam Rạch Trà Cú. Cùng với đó, huyện cần chủ trì tổ chức họp dân để thông tin và lấy ý kiến của người dân về việc thực hiện tuyến đê bao ngoài dự án cho bà con biết, nắm rõ sự việc. Tại buổi tiếp này, các ngành chức năng cũng đã tiếp bà Mai Hường Lan ở thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, phản ánh việc không đồng ý về một số nội dung trong quyết định của Giám đốc Sở Y tế về việc giải quyết khiếu nại của bà và thái độ tiếp dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Càng Long. Đồng thời tiếp ông Châu Vạn Thọ ở phường 7, thành phố Trà Vinh về yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất của ông mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi để giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng. Các vấn đề mà công dân trình bày đã được Chánh Thanh tra tỉnh cùng lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết theo thẩm quyền. Đối với yêu cầu của ông Châu Vạn Thọ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết, đến nay, Sở đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành kết quả khảo sát, đối chiếu tài liệu và trong ngày 23 tháng 2, Sở sẽ có cuộc họp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh để thống nhất phần diện tích đất quốc phòng và phần diện tích đất bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh quản lý. Tiếp đó sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý và xin ý kiến Bộ Quốc phòng. Sau đó tỉnh sẽ xem xét giải quyết yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Thọ đúng theo quy định của pháp luật. Ngày 21 tháng 2, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết năm 2023 của tỉnh ủy Trà Vinh và Huyện ủy Cầu Kè cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và các xã thị trấn. Đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Khải, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè nhấn mạnh, việc học tập quán triệt nghị quyết năm 2023 của tỉnh ủy Trà Vinh và Huyện ủy Cầu Kè là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tầm quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là cán bộ chủ chốt của huyện. Với tầm quan trọng đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phải thực sự nghiêm túc và phát huy trách nhiệm cao trong việc tiếp thu, quán triệt các nội dung trong nghị quyết năm 2023 của tỉnh ủy cũng như Huyện ủy đã đề ra, để làm cơ sở xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết một cách đồng bộ, hiệu quả, sát hợp với từng ngành, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra trong năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè triển khai kết quả thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy Trà Vinh năm 2022, đặc biệt là những thành tựu nổi bật qua các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời, các đại biểu còn được quán triệt các nội dung về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và liên kết vùng mà nghị quyết tỉnh ủy Trà Vinh đã đề ra trong năm 2023. Cũng tại hội nghị lần này, các đại biểu còn được quán triệt những vấn đề trọng tâm nghị quyết năm 2023 của Huyện ủy Cầu Kè với mục tiêu chính là tập trung xây dựng Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân, tập trung quy trọng bộ nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương về du lịch sinh thái, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Sáng nay ngày 22 tháng 2, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng này có 92 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian 4 ngày lớp học diễn ra, các học viên sẽ được tìm hiểu bồi dưỡng 5 chuyên đề gồm khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm giúp cho các học viên nhận thức có hệ thống về Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở và phương hướng mục tiêu học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi học viên tự liên hệ bản thân để có động cơ phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay ngày 22 tháng 2, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Trà Vinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc giải du lịch bi sắc tỉnh Trà Vinh năm 2023. Tham dự giải có gần 100 vận động viên đến từ các huyện Châu Thành, Càng Long, Duyên Hải, Cầu Kè, thành phố Trà Vinh và các đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Trung học Phổ thông Dương Háo Học, xã Tân An, huyện Càng Long, Công ty Điện lực Trà Vinh, Khu Liên hợp Thể thao Trung Ngọc, Câu lạc bộ Bi sắt Tím, Câu lạc bộ Bi sắt thị trấn Châu Thành và cửa hàng dịch vụ tin học Computer. Các vận động viên thi đấu ở 6 nội dung: đồng đội nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Giải du lịch Bi sắt tỉnh Trà Vinh được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 2. Ban tổ chức sẽ trao 6 bộ huy chương ở các nội dung cho các vận động viên dự giải. Những năm gần đây, bộ môn bi sắt trên địa bàn tỉnh được nhiều địa phương, trường học quan tâm phát triển, đưa môn bi sắt vào tổ chức thi đấu tại địa phương, từ đó đã góp phần cung cấp nhiều vận động viên cho đội năng khiếu cũng như đội tuyển bi sắt của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, qua cùng xu thế chuyển đổi số, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh đã và đang ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Minh chứng là ngành đạt được nhiều kết quả nổi bật về hoạt động số hóa tài liệu, xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp bài giảng trực tiếp và trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Hòa cùng xu thế chuyển đổi số, ngành giáo dục và đào tạo Trà Vinh đã và đang ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Minh chứng là ngành đạt được nhiều kết quả nổi bật về hoạt động số hóa tài liệu, xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp bài giảng trực tiếp và trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến tới nền kinh tế tri thức là yêu cầu cấp thiết được cả hệ thống chính trị quan tâm. Bám sát các chương trình, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh. Trong giai đoạn mới, ngành giáo dục và đào tạo Trà Vinh không cần nỗ lực đẩy mạnh công tác triển khai các nền tảng số hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Toàn tỉnh hiện có 431 đơn vị, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý 426 đơn vị, có 505 điểm học vụ, với 6.775 lớp và hơn 214.410 học sinh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành có gần 14.330 người.
Nhìn lại năm học 2021-2022, một năm học đặc biệt với nhiều khó khăn đối với ngành giáo dục đào tạo về chuyển đổi công nghệ số trong quản lý thích ứng với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy việc dạy và học gặp muôn vàn thách thức, nhưng chính bằng tình yêu nghề, sự sáng tạo và nhiệt tâm để chấp cánh ước mơ giúp các em học sinh ngày một tiến xa hơn trên bậc thang tri thức. Các thầy, cô giáo đã vượt qua tất cả để cống hiến tâm sức, trí lực cho sự nghiệp trồng cây. Ngành đã triển khai hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Tụi em thấy là cái việc mà học mà có công nghệ, có hình ảnh, video thì em tiếp thu bài rất là nhanh. Tại vì thường thì khoa học chứng minh là lúc mà mình học mà bằng hình ảnh thì nó sẽ hiệu quả hơn là cái việc mà mình học bằng chữ, mình ghi nhớ chữ đơn thuần. Nên là em thấy là cực kỳ hiệu quả. Theo em thấy thì không chỉ riêng em mà các bạn cũng thấy được là việc tích hợp công nghệ vào quá trình học tại trường đem lại cho chúng em rất là nhiều lợi ích. Chẳng hạn như là việc khi mà đến lớp thì thầy cô sẽ xây dựng cho mình một bài giảng điện tử và khi đó thì với những cái hình ảnh rất là phong phú cũng như là để cho tụi em dễ hình dung thì tụi em cảm thấy hứng thú và có thể hiểu bài tốt hơn. Và ngoài ra thì em nghĩ nó cũng sẽ tiết kiệm được khá là nhiều thời gian. Thay vì thầy cô phải viết lên bảng thì bây giờ thầy cô có thể trình chiếu trực tiếp. Nên là em nghĩ việc tích hợp công nghệ vào quá trình học tại trường là rất bổ ích. Hiện Trà Vinh có 100% trường trung học phổ thông triển khai phần mềm thư viện điện tử, phần mềm quản lý trường học VNEDU. Thực tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dạy học đã đem lại hiệu quả khả thi. Điển hình là công nghệ dịch vụ lưu trữ đám mây trong thực hiện ký duyệt hồ sơ, sổ sách, kế hoạch bài giảng trực tuyến. Đây thực sự là một cuộc cách mạng công nghệ trong giáo dục, giúp nhà trường tiết kiệm chi phí in ấn hồ sơ, hoạt động quản lý, xét duyệt giáo án thuận tiện mọi lúc mọi nơi thông qua thiết bị thông minh. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành thì triển khai thực hiện nhiều cái hoạt động, trong đó có cái hoạt động tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó thì triển khai ứng dụng trong cái quản trị nhà trường thông qua các cái phần mềm như là cái phần mềm xếp thời báo biểu, rồi quản lý thư viện, quản lý tài chính, vân vân. Qua đó thì chủ nhà trường cũng ra chỉ đạo cho các thầy cô ở bộ môn tin học nghiên cứu tìm cái giải pháp để giảm được cái công sức của thầy cô để tập trung cho cái việc nghiên cứu giảng dạy có hiệu quả. Thì một trong những cái giải pháp mà chúng tôi thấy có hiệu quả ngay thời điểm này đó là triển khai việc do cái kế hoạch bài dạy cũng như hồ sơ sổ sách qua online. Nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, tiến tới số hóa trường học, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị viễn thông hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện. Trường thực hành sư phạm là một trong những trường tiên phong thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực thu phí không sử dụng tiền mặt với nhiều giải pháp linh hoạt. Do vậy mà trường tiết kiệm được nhiều thời gian bởi không cần đối soát, kiểm tra tiền học phí, xây dựng của học sinh. Tất cả đều được thực hiện tự động, giảm rủi ro phát sinh khi giao dịch tiền bạc như thừa thiếu, nhầm lẫn, tiền giả, vân vân. Hàng tháng thì nhà trường có thu tiền các hoạt động dịch vụ ở trong nhà trường thì tất cả đều thực hiện thông qua không sử dụng tiền mặt. Thì thống kê thì hiện nay thì có trên 99% là các hoạt động dịch vụ thu của nhà trường là không sử dụng tiền mặt. Và trên 96% phụ huynh là đã thành thạo với việc sử dụng các cái công cụ không dùng tiền mặt được triển khai tại nhà trường. Còn đối với trong các giảng dạy tại nhà trường thì đặc biệt là trong năm học vừa rồi thì do tình hình dịch bệnh COVID thì nhà trường cũng đã triển khai đồng loạt các cái hoạt động để thực hiện giảng dạy trực tuyến. Thì đây là thời điểm mà nhà trường triển khai rất là mạnh mẽ. Thì tới thời điểm này thì hầu tất cả các giáo viên trong nhà trường đều có thể giảng dạy thông qua các hệ thống, các ứng dụng giảng dạy trực tuyến. Thì nhà trường đã trang bị cho tất cả các phòng học 57 lớp tại nhà trường là có hệ thống đầy đủ để mà tổ chức giảng dạy, bao gồm là TV cũng như là các cái đường kết nối Internet đã được thực hiện hoàn thiện. Xác định rõ vai trò, sứ mệnh trong sự kiệp trồng cây cùng phương châm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh tiếp tục phấn đấu vươn lên, gặt hái những thành quả mới, huy động mọi nguồn lực nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đặc biệt, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 09 về chuyển đổi số và đề án
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Về cái mục tiêu chung, có mấy cái mục tiêu. Thứ nhất là nâng cao cái nhận thức trong cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về các cái nội dung của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, và nhất là cái việc chúng ta phải cụ thể hóa các cái mục tiêu cũng như nội dung nhiệm vụ từ năm học 2022, năm 2023 và các cái năm tiếp theo sao cho nó phù hợp với tình hình thực tế của ngành và mỗi cơ sở giáo dục và đồng bộ với kế hoạch chuyển đổi số của toàn tỉnh. Cái thứ hai là ứng dụng những cái tiến bộ công nghệ để chúng ta thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng hạ tầng số cho ngành giáo dục theo cái hướng hiện đại, đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học, ứng dụng chuyển đổi số trong cái công tác quản lý nhà nước và quản trị nhà trường, góp phần tạo cái sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả của ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh. Thứ ba, chúng ta phải hình thành cái nền tảng số cho xã hội học tập, tạo cái cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng tốt và hỗ trợ người dân để dễ dàng tiếp cận giáo dục và được học tập, cũng như góp phần nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để tiếp tục giữ vững và phát triển giáo dục theo hướng toàn diện, ngành không cần nỗ lực vượt khó sáng tạo, đổi mới phương pháp và đa dạng hóa hình thức dạy học trên nền tảng công nghệ số theo hướng phát triển năng lực cho học sinh, tận tâm tận lực trên hành trình dạy chữ dạy cười, nâng cao dân trí, đào tạo nhiều thế hệ vừa hồng vừa chuyên cho quê hương Trà Vinh theo đúng tinh thần nghị quyết số 29 tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23 tháng 2 năm 2023, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh đang xuống theo kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch, nhưng vẫn ở mức rất cao, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp ven sông ven biển. Trên sông Cửu Chiên tại Dầm Trà Chinh 200 cm, thấp hơn cả hôm nay 10 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quang 195 cm, thấp hơn cả hôm nay 15 cm. Đo mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 16 phần ngàn, nhỏ hơn cả hôm nay 0,8 phần ngàn. Đo mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Ga 13,5 phần ngàn, nhỏ hơn cả hôm nay 0,7 phần ngàn. Tại Cầu Quang 6 phần ngàn, nhỏ hơn cả hôm nay 0,3 phần ngàn. Đo mặn cao nhất trên sông Cửu Chiên tại Hưng Bỉ 10 phần ngàn, nhỏ hơn cả hôm nay 0,9 phần ngàn. Trà Vinh 4 phần ngàn, nhỏ hơn cả hôm nay 0,5 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, biển bình thường.